Hi everyone, welcome back to the English Grammar Lessons. I want to study about subjunctive mood. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tiết học ngữ pháp tiếng Anh. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về thức giả định nha. Chúng ta có một số cái nội dung chính như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu định nghĩa về thức giả định, definition. Trường hợp thứ hai thì chúng ta sẽ tìm hiểu về phân loại các thức giả định. Ok, classification. Và phần thứ ba, chúng ta sẽ luyện tập. Ok ha. Let's move to the first one, definition of subjunctive mood. Chúng ta cùng đến với phần đầu tiên, đó là định nghĩa của thức giả định. Thức giả định hay còn được gọi là bàn thái cách, tức là cách dùng để thể hiện những cái yêu cầu này, những cái đề nghị, những cái ước muốn là trái với thực tế. Ok. Cô có một số ví dụ như sau. I insist that you turn off the radio. Thể hiện cái sự yêu cầu, tức là tôi năn nỉ bạn tắt cái máy nghe đài đi, cái máy radio đi. Ok. Trường hợp thể hiện ước muốn. I wish I had a lot of money. Tôi ước là tôi có nhiều tiền. Ở đây sự việc trái với hiện tại. Ok. Tức là hiện tại không có tiền cho nên muốn ước có nhiều tiền. Trường hợp thứ ba đó là I suggested that he stop smoking. Thì đề nghị, tôi đề nghị rằng anh ta ngừng hút thuốc. Ok. Chúng ta cùng tìm hiểu phần tiếp theo nhé. Thức giả định sẽ được phân loại làm ba dạng chính. Thứ nhất là present subjunctive, đó là hiện tại giả định. The second one is past subjunctive, là quá khứ giả định. Và phần thứ ba đó là past perfect subjunctive, đó là quá khứ hoàn thành giả định. Let's move to the first one, present subjunctive. Chúng ta cùng đến với phần đầu tiên, đó là hiện tại giả định. Hiện tại giả định ở tất cả các ngôi sẽ có hình thức giống như động từ nguyên mẫu không có to. Ok, ở tất cả các ngôi ha các bạn. Và chúng ta sẽ dùng hiện tại giả định cho một số câu thành ngữ, câu cảm thán để thể hiện mong ước, hy vọng hoặc là một lời cầu chúc, và thường là có liên quan tới sức mạnh siêu nhiên. Ví dụ, God bless you, tức là Chúa phù hộ cho bạn. Ok. Heaven help us, là God save the Queen, vân vân. Hoặc là long live Vietnam, tức là Việt Nam trường tồn mãi mãi ha. Heaven forbid, lạy trời. Hoặc là long live the Communist Party of Vietnam, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm. Ok. Vân vân ha. Và may cũng được dùng diễn tả lời cầu chúc. Cô lấy ví dụ như sau. May you be happy all your life. Mong bạn hạnh phúc đến hết cuộc đời. Ok. Mong bạn suốt đời hạnh phúc. Ok. May the friendship between us last forever. Ha. Mong cho tình bạn của chúng ta kéo dài mãi mãi. Đây là trường hợp lời cầu chúc dùng với may. Ok. Bạn thấy ở những động từ theo sau là nguyên mẫu như be này và lost. Ok. Trường hợp tiếp theo đó là hiện tại giả định còn dùng sau một số các động từ thể hiện ý muốn, yêu cầu và đề nghị. Ha. Và chúng ta sẽ dùng cấu trúc là chủ ngữ cộng với động từ cộng với that, rồi đến chủ ngữ và động từ nguyên thể. Nguyên thể không có to ha, và nếu phủ định thì mình thêm not trước. Ví dụ một số các động từ như là advise, demand, refer, require, insist, vân vân ha. Và có ví dụ như sau. The university requires that all its students take this course. Trường đại học yêu cầu tất cả học sinh của trường đều tham gia khóa học này. Ok, hiện tại một cái lời đề nghị, lời khuyên. Number two, the doctor suggested that his patient stop smoking. Bác sĩ đề nghị bệnh nhân của anh ta ngừng hút thuốc. Number three, Congress had decreed that the gasoline tax be abolished. Tức là hội đồng, hội nghị đã công bố, ha, đã quyết định là thuế nhiên liệu, thuế ga, thuế xăng dầu sẽ bị bãi bỏ. Ok. Bạn thấy ở đây những cái động từ
take nè, stop, be đang chia nguyên mẫu, và ở đây là trường hợp có mệnh đề that, đúng không? Ok ha. Chúng ta còn dùng hình thức giả định, hiện tại giả định ở trong cấu trúc như sau, đó là chủ ngữ giả it cộng với động từ to be. Động từ to be này các bạn có thể chia theo thì ha, cộng với tính từ, sau đó đến that, đến chủ ngữ và đến động từ nguyên thể. Ok. Và khi phủ định thì bạn sẽ thêm not đằng trước cái động từ này. Ok. Một số cái tính từ như sau: important, necessary, obligatory, essential, recommended, required, vân vân ha. Ví dụ như sau: it is necessary that he find the book. Thật là cần thiết rằng anh ta tìm ra cuốn sách. It was urgent that she leave at once. Đó là điều khẩn cấp ha, cần thiết khi cô ta rời đi ngay lập tức. Ok. Và number 3, it has been proposed that we not change the topic. Ok. Đã được đề xuất là chúng tôi không thay đổi chủ đề. Bạn thấy ở đây ba cái động từ find, leave và change đều chia ở present subjunctive, đó là hiện tại, giả định, ok, nguyên mẫu. Và khi phủ định thì ta thêm not như cái trường hợp ví dụ thứ ba. Ví dụ tiếp theo, it's important that you remember this question. Hoặc là this is important that they be told the truth. Ok, thật là quan trọng để bạn nhớ cái câu hỏi này. Và cũng thật quan trọng khi mà họ được nói sự thật. Ok ha. Trường hợp tiếp theo thì các bạn có thể bỏ that đi, và khi chủ ngữ 2 biến thành tân ngữ thì chúng ta sẽ đưa sau giới từ for, được chưa? Và động từ trở về dạng nguyên thể có to, được chưa? Lúc này thì câu nó không còn là giả định nữa các bạn, mà nó là mệnh lệnh của hình thức gián tiếp, được chưa? Câu mệnh lệnh gián tiếp. Cô lấy ví dụ: is it necessary for him to find the books? Hoặc là nó phủ định thì là not to find, được chưa? Tức là anh ta là người tìm cuốn sách thì ta sẽ đưa về for him. Tương tự, it has been proposed for us not to change the topic. Ok, được ha. Khi chúng ta đưa về tính từ và bỏ that đi thì các bạn sẽ dùng for somebody to do something. Và nhớ lúc này nó không còn giả định nữa, bởi vì giả định là verb nguyên thể, đúng không? Và thức giả định còn dùng sau tất cả các danh từ mà xuất phát từ những cái động từ và tính từ đã đề cập ở phía trước. Ví dụ, động từ subject đưa về danh từ subjection thì ta sẽ dùng there is subjection from the doctor that the patient stopped smoking. Cũng tương tự như vậy ha, nhưng mình đưa động từ về danh từ. Tiếp theo, động từ recommend đưa về recommendation. It's a recommendation that the vehicle owner be present at the court. Ok, cũng dùng tương tự ha các bạn. Present subjunctive. Let's move to the second one, past subjunctive. Đó là quá khứ giả định. Hình thức của quá khứ giả định đó là động từ chia cột số 2 hoặc là ed. Và nếu mà là động từ to be thì ta sẽ dùng were, were số nhiều, tất cả các ngôi. Được chưa? Vậy những trường hợp nào thì dùng quá khứ giả định? Trường hợp thứ nhất đó là second conditional sentences, là câu điều kiện loại số 2. If I were you, I would go. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi. Hoặc là if he knew this, he would be happy. Nếu anh ta biết về vấn đề này, anh ta sẽ rất là vui. Ok, câu điều kiện loại số 2. Trường hợp tiếp theo đó là present wishes, đó là câu ước không có thật ở hiện tại. I wish sẽ bằng với if only, cho nên ta sẽ có hai câu ví dụ như sau: I wish I could speak Chinese. Ok, tôi ước tôi có thể nói tiếng Hoa, nhưng mà thực tế là tôi không thể ha. If only my son were good at math. Giá mà con trai của tôi giỏi môn toán. Ok, đó là present wishes.
những mong ước không có thật cho hiện tại. Và trường hợp thứ ba đó là ta dùng as if, as though. Và as if, as though mang nghĩa là như thể là. Ví dụ, he talks as if he were my father. Anh ta nói cứ như anh ta là ba của tôi vậy. He behaves as though he owned the place. Anh ta cư xử cứ như anh ta sở hữu nơi này vậy. Được chưa? Đây là giả định. Được chưa? Giả định ở quá khứ. Và chúng ta có ba trường hợp ha. Tiếp theo, chúng ta có thể dùng quá khứ giả định ở trong cấu trúc is, high hoặc là about time. Đã đến lúc làm gì đó. Được chưa? Vậy ta có công thức như sau. It highs hoặc là about time cộng chủ ngữ cộng động từ chia verb high hoặc là ed. Tức là giả định thời gian đến trễ một chút. Còn có thời gian tuyệt đối chính xác luôn thì chúng ta sẽ dùng it times. Và nếu mà có tân ngữ thì ta dùng for somebody to do something. Ok? Ví dụ, it's high time I left for the airport. Đã đến lúc tôi rời để đi sân bay. Number two, it's about time we went home. Đã đến giờ chúng ta phải về nhà. Hoặc là it's time for me to get to the airport. Đã đến giờ tôi phải đến sân bay. Ok ha? Huh? Number three, let's move to the past perfect subjunctive. Đó là quá khứ hoàn thành, giả định. Vậy ta sẽ có cấu trúc là had cộng với 3 ed, tức là quá khứ hoàn thành. Được chưa? Vậy quá khứ hoàn thành thường xuất hiện trong những trường hợp đó các bạn. Thứ nhất đó là câu điều kiện số 3 chính xác. Ví dụ, if I had been there, I should have understood. Nếu mà tôi có mặt ở đó thì tôi đã hiểu rồi chưa? Trường hợp thứ hai đó là past wishes, tức là những cái lời ước, những cái câu ước không có thật trong quá khứ. Wish hoặc là if only. Ví dụ, I wish that I hadn't spent so much money. Tôi ước là tôi đã không tiêu xài nhiều tiền. If only she had asked someone's advice. Giá mà cô ta đã hỏi xin lời khuyên của ai đó. Ok. Và trường hợp thứ ba đó là as if, as though, như thể là. Được chưa? Vậy ở đây dùng để chỉ giả định không có thật trong quá khứ. Ví dụ, he looked as if he had seen ghost. Hoặc là he breathed as if he had run 10 kilometers. Anh ta thở cứ như là đã chạy 10 cây số vậy. Được chưa? Ok, let's practice. Chúng ta cùng vào thực hành nhé các bạn. Practice makes progress. Ok. Here is number 1 to number 5. Các bạn nhớ dừng video clip lại để chọn đáp án, ghi đáp án xuống, được chưa? Và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra đáp án sau ha. This is number 6 to number 10. And the last one. And question 11 to 15. Wow, well done. Very good. Các bạn làm rất là tốt ha. Vậy thì chúng ta cùng vào kiểm tra đáp án nha các bạn. Ok, chúng ta cùng vào sửa nha. Question number 1. To avoid unnecessary injury, the coach insisted that the players tackling drills on the proper way to fall down. Ok, ở đây các bạn sẽ chọn phương án nào? Có dấu hiệu nào không các bạn? Chủ ngữ the coach cộng với insist và đi sau là mệnh đề đáp cộng với chủ ngữ thì đây sẽ là cấu trúc giả định với động từ, được chưa? Vậy ta sẽ chia về nguyên mẫu, được chưa? Vậy ta chọn câu B, ok? To avoid unnecessary injury, the coach insisted that the players tackling drills focus on the proper way to fall down. Tức là
để tránh chấn thương không đáng có, thì huấn luyện viên nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận ha của các cầu thủ ha phải tập trung vào cái cách thích hợp khi mà mình ngã xuống để tránh chấn thương đấy. Question number two. If I more experienced, they would have accepted my application. Ở đây là if là câu điều kiện loại mấy các bạn? Would have accepted là câu điều kiện loại số 3 đúng không? Vậy ta sẽ chia quá khứ hoàn thành had cộng verb 3 được chưa? Đó là thức giả định ở quá khứ. Vậy ta chọn phương án C. If I had had more experience, they would have accepted my application. Nếu tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, họ sẽ chấp nhận đơn của tôi. Number three. If only it warm and sunny today, I'm fed up with snow and cold. If only, giá mà, đúng không? Ước gì, được chưa? Giống cấu trúc với lại wish. Và ở đây bạn thấy là gì? Today. Today là hiện tại, đúng không? Nên là câu ước không có thật ở hiện tại, được chưa? Vậy thì ta sẽ chia thì quá khứ. Và ở đây là động từ to be. Thì ở thức giả định hiện tại thì động từ to be ta sẽ chia were. Were số nhiều cho tất cả các ngôi. Vậy ta chọn phương án C. If only it were warm and sunny today, I'm fed up with snow and cold. Giá mà hôm nay trời nắng và ấm, tôi chán ngấy cái lạnh và tuyết rồi. Ok. Question number 4. I wish another more effective teaching method used. Ở đây bạn chọn phương án nào? Wish. Wish câu mong ước. Ở đây câu mong ước ngược với hiện tại, đúng không? Vậy thì ta sẽ dùng ta sẽ dùng quá khứ và vẫn là động từ to be thì ta sẽ dùng were cho tất cả các ngôi. Ta chọn phương án C. I wish another more effective teaching method were used. Tôi ước giá mà một phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn được sử dụng. Ok. Question number 5. Is necessary that a lifeguard the swimming pool while the children are taking their swimming lessons? Ở đây bạn thấy dấu hiệu nào không? Bạn chọn phương án nào? Ta có cấu trúc giả định đó là is cộng với tính từ và đi với mệnh đề that, đúng không? Tính từ necessary. Vậy thì sau đó ta sẽ cộng với động từ nguyên thể, nguyên mẫu đó. Vậy ta chọn phương án C. It's necessary that the lifeguard monitor the swimming pool while the children are taking their summer lesson. Việc có một người bảo vệ ha quan sát bể bơi trong khi những đứa nhỏ, những các bạn trẻ, những đứa trẻ đang tham gia những cái buổi học hè. Ok, thì rất là cần thiết. Được chưa? Ok. Question number 6. Could you lend me some money? I wish I used some money for your rent, but I'm broke myself. Câu này thì các bạn sẽ chọn phương án nào? Bạn có thể cho tôi vay ít tiền được không? I wish, tôi ước là tôi có thể cho bạn vay khoản để thuê for rent, tức là chi phí thuê nhà của bạn. But I'm broke myself, tức là tôi cũng hết tiền, tôi cũng cháy túi. Được chưa? Vậy ở đây, ước cho hiện tại thì ta chỉ thị quá khứ. Được chưa? Đó là giả định ở hiện tại. Vậy ta chọn phương án C. Ok. Có khả năng cho dùng can could. Number 7. I can't stand him. He always talks as if he everything. Ok. I can't stand him. Tôi không thể chịu đựng anh ta được. Được chưa? He only talks as if. As if như thể là, đúng không? Vậy ở đây có cái chủ ngữ cộng với động từ talks chia hiện tại. Và sau đó là as if thì động từ ta sẽ chia thì
giả định của. Hiện tại thì ta sẽ chia quá khứ, vậy ta chọn phương án A. Okay. He always talks as if he knew everything. Tôi không thể chịu đựng được anh ta được nữa. Anh ta luôn nói như thể anh ta biết mọi thứ vậy. Okay. Number 8. I suggest that John the direction carefully before assembling the bicycle. He doesn't want the wheels to fall off while he is riding down the hill. Okay. Ở đây ta có cấu trúc giả định với động từ. Động từ gì các bạn? Động từ suggest. Được chưa? Vậy chủ ngữ cộng với suggest cộng với that, nó đến chủ ngữ và động từ hiển nhiên là nguyên thể rồi. Ta chọn phương án C. Okay. Tôi đề nghị rằng John nên đọc những chỉ dẫn một cách cẩn thận trước khi lắp ráp chiếc xe đạp. Anh ta không muốn những cái chiếc bánh rời ra hoặc là rơi ra trong khi đang chạy xuống đồi. Okay, hill là đồi ha. Number 9. It is strange that he so upset about such a trifle, isn't it? Câu này cấu trúc gì các bạn? It's strange, đúng không? Tính từ strange cộng với mệnh đề that, chủ ngữ, và sau đó ta sẽ đưa về nguyên mẫu, đúng không? Và nếu mà không có nguyên mẫu thì ta có thể dùng should, should cộng với nguyên mẫu, vậy ta chọn câu C. Okay. It's strange that he should be so upset about a trifle, isn't it? Thật kỳ lạ khi anh ấy lại rất buồn về một chuyện. Trifle là gì các bạn? Chuyện vặt vãnh ha, như vậy phải không? Question number 10. I would rather that you meet tomorrow. Ở đây ta có would rather, đúng không? Cộng với mệnh đề that và chủ ngữ rồi. Thì sau đó ta sẽ chia động từ như thế nào các bạn? Would rather thì cũng là thức giả định. Vậy would rather thì sẽ đi với động từ nguyên thể. Ta chọn phương án A. I would rather that you call me tomorrow. Tôi muốn rằng bạn gọi cho tôi vào ngày mai. Được chưa? Let's move to question number 11. The spaceman felt as if he in a paradise. Ở đây ta có cấu trúc gì các bạn? Chủ ngữ cộng với động từ. Đúng không? As if, như thể là. Nhưng mà vế trước của as if ta chia quá khứ, thì vế sau ta sẽ chia giả định của quá khứ, tức là quá khứ hoàn thành. Ok, ta chọn phương án A. The spaceman felt as if he had been in a paradise. Các viên gia cảm thấy như thể anh ta đang ở trong một thiên đường. Ok. Number 12. Bob would rather that you to class yesterday. Mà chọn phương án nào? Ta có chủ ngữ một và là Bob cộng với would rather và cộng với mệnh đề. Được không? Thì mệnh đề này sẽ chia thì gì các bạn? Quá khứ kìa. Yesterday kìa. Vậy thì ta sẽ chia quá khứ hoàn thành, đúng không? Tức là để chỉ một mong muốn đã không xảy ra trong quá khứ. Mình đâu có muốn xảy ra trong quá khứ đâu. Vậy vì sao Bob muốn rằng Jill đã đến lớp ngày hôm qua, tức là hôm qua cô ta không có đến. Được chưa? Vậy ta chọn câu C, had gone. But would rather that Jill had gone to class yesterday. Number 13. They insisted on my coming early. They insisted that. Insisted mà đi với mệnh đề that. Thì sao các bạn? Động từ, nguyên thể thôi. Được chưa? Còn nếu mà dùng modal verb thì ta sẽ dùng should cộng verb nguyên mẫu. Vậy đây các bạn sẽ chọn phương án nào? Phương án D. Okay. They insisted on my coming early. Tức là họ khăng khăng đòi tôi đến sớm. They insisted that I should come early. Okay. Number 14. It's high time you. Thấy quen không các bạn? It's high time you. Đúng không? Thì chúng ta sẽ chia động từ ở thì
quá khứ. Vậy ta chọn phương án B. It's high time you had a haircut. Đã đến lúc bạn phải cắt tóc rồi. Ok. Number 15. Mrs. White always talks to her baby as though he an adult. Ở đây ta có as though. Yeah. Như thể là. Và đằng trước thì chia hiện tại. Được chưa? Vậy đằng sau ta chia thì quá khứ, đúng không? Giả định ở hiện tại thì ta sẽ chia thì quá khứ. Vậy ta chọn phương án B. Ok. Mrs. White always talks to her baby as though he were an adult. Bà White thì luôn nói chuyện với con như thể nó đã trưởng thành. Ok, an adult. Đó là người lớn và trưởng thành ha. Ok, các bạn đã làm được bao nhiêu câu? Nếu mà ai chưa nắm được thì chúng ta ra phía trước xem lại phần ngữ pháp trong video clip nha. Ok. Wow, thank you. Do you have any question? Các bạn có câu hỏi gì không? Very good. Thank you. Bye bye. See ya. Xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại trong các video clip sau. Bye bye.